Cửa hàng hoa lan của mình xin chào cô chú. Và hôm nay thì bên cửa hàng con mới ươm được một số kỳ hạt rừng. Hôm nay thì cây đã đủ lớn và rễ đã phát triển mạnh. Và hôm nay thì con xin xuất ra bán. Và lô hạt rừng này thì tất cả đều làm kho sổ. Và bên con đang bán một khúm như vậy thì giá tiền của nó là 200.000. Và con đã có quay từng mã số luôn cô chú. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Và địa chỉ cửa hàng phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Tất cả đều làm mặt hoa sổ nha cô chú. Và nó có rất là nhiều mặt hoa khác nhau. Con đã ươm kỳ, đã phúng rễ ra rất là khỏe. Mình về chỉ việc mình trồng hoặc là mình ghép thôi thì nó sẽ bám rễ ra rất là nhanh luôn. Và giờ đây mình sẽ giới thiệu với các cô chú một số hình cây của nó. Và tất cả đều đã phúng rễ ra nha cô chú. Và nó có một số mắt còn chờ lại không cắt nè. Vẫn còn đang sưng mắt luôn cô chú. Đây là mã số 1. 4 kỳ. Giá của nó là 200.000. Và cái thước cây của nó là dài nhất có được khoảng cỡ 7 xăng là dài nhất. Còn mấy thân còn lại được khoảng có 4-5 xăng trở lên. Mã số 1 giá là 200. Đây là mã số 2 nha cô chú. Một số kỳ đã bắt đầu xuống rễ nè. Mình trồng nó sẽ mau bám rễ nè cô chú. 4 kỳ. Và giá nó chỉ khoảng 50.000 một kỳ thôi. 200.000. Có lớn có nhỏ nha cô chú. Đây là mã số 2. Thân dài được khoảng có 6 xăng. Và một nhỏ được khoảng từ 3 tới 4 xăng nè cô chú. Mã số 2 giá là 200. Tất cả đều làm mặt hoa sổ nha cô chú. Nó có rất là nhiều mặt hoa khác nhau. Tiếp tục đây là mã số 3 cô chú. Đã phúng rễ ra rất là tốt luôn. Rễ đầu bám rất là tốt. Đây là mã số 3. Và cộng dài nhất là được khoảng 7-8 xăng. Giá là 200 nha cô chú. Mã số 3 200.000. Tiếp tục là mã số 4. 4 kỳ cô chú. 200.000 mã số 4. Đã bắt đầu đang xuống rễ nha cô chú. Mình về mình trồng vô thì nó sẽ mau bám rễ, cây rất là khỏe luôn. Thì mã số 4 giá là 200.000. Mã số 5 nha cô chú, thân tím riệm luôn. 4 thân lớn nhỏ. Ở đây đang bắt đầu phúng rễ ra nè cô chú. Rất là mập luôn. Giờ mã số 5 giá là 200.000. Đây là mã 6 nha cô chú. 200.000 nha cô chú, mã số 6. Cộng nhiều nhất có được khoảng 6-7 xăng nè cô chú. Và cộng ngắn thì được khoảng 3-4 xăng. Kỳ rất là khỏe luôn. Đây bắt đầu xuống rễ rất là tốt cô chú. Đây là mã số 6. Và giá tiền là 200.000. Tiếp tục là mã số 7 nha cô chú. Mấy kia này nó cỡ ngang ngửa nhau nè. Và nó dài được khoảng cỡ 7-8 xăng. Giá của nó là 200.000. Đây là mã 7. Dài hạt rừng mặt hoa sổ nha cô chú. Giá là 200.000 mã số 7. Mã số tiếp theo đó là mã số 8 nha cô chú. 200.000. Cô chú nhìn một số kia đã bắt đầu xuống rễ rồi nè. Bốn kỳ lớn nhỏ cho cô chú, mã số 8. Và cái thân bé nhất là được khoảng 3 xăng. Và cộng lớn nhất là được khoảng 6-7 xăng. Mã số 8 giá là 200. Tiếp tục đây là mã số 9 cô chú. Và giá của nó cũng là 200.000 luôn. Mã số 9. Mã số 10 nha cô chú. Và ở thân này nó đang có rất là nhiều kỳ luôn nè. Giá là 200.000, đây là mã số 10. 200.000 nha cô chú. Thân này đang có rất là nhiều kỳ luôn. Đây là mã số 11 nè cô chú. Và cái thân dài nhất là được khoảng cỡ 8 xăng. Đây là cái mầm gốc nha cô chú. Và cái thân ngắn nhất là được khoảng cỡ 4 xăng. Giá là 200.000 mã 11. Mã số 12 nha cô chú, giá là 200 luôn. Và hai cộng lớn là được khoảng cỡ 8 xăng. Cộng ngắn là được khoảng 5 xăng. Giờ mã số 12 giá 200. Tiếp tục là mã số 13 nha cô chú. Ngắn nhất là được khoảng 3 xăng và dài dài được khoảng có 5-6 xăng. Giờ mã số 13 200.000 mã 13.
Mã 14 nha cô chú. 200 nghìn mã 14. Mã 15 nha cô chú, thân rất là xanh luôn. Giá là 200 nghìn mã 15. 200 nghìn cô chú, đây là mã số 15. Tiếp tục là mã số 16. Ngắn nhất là độ khoảng 4 năm xăng. Đang có thêm một mầm đang lên nữa nè cô chú. Đây là mã 16, 200 nghìn. Mã 17 giá là 200 nha cô chú, đang có 4 năm kia. Mã số 17. Mã 18 nha cô chú, đang có rất là nhiều kia nè. 200 nghìn, mã số 18. Mã số cuối cùng của chú, mã số 19. Và giá của nó cũng là 200 nghìn luôn, mã số 19.